cái đó nó là cái miệng nó bự, cái ly cái đá nó nhỏ, miệng nó bự, cái miệng nó gấp đôi cái miệng này thì mình mới vẽ được. Đó là vẽ là gì? Vẽ là sử dụng sữa hoặc sử dụng cà phê để dành vẽ. Thì hôm nay là em với bên quán Canbu cũng là đang nghiên cứu cái món này và làm cái món này. Thì thực tế món này là chưa có quán cà phê nào làm tới thời điểm này, là khẳng định một câu là chưa có quán cà phê nào. Thì mình nghiên cứu ra mà là làm, tại vì mình nghiên cứu chứ không phải là cái món nó có trên sách vở. Nghĩa là mình học hỏi, mình mày mò, mình sắm một số máy móc chứ không ai có cái đó, là không ai hiện giờ là chưa có máy đó để cho làm. Mình là người làm đầu tiên. Cái hàng nhất của nó là đầy mà không đổ đó. Thì á là nó có hai loại, một đây là cái ly, đây là một cái ly là gọi là cà phê bột đó, cà phê sữa bột, cái này là cà phê bột chứ không phải là cà phê sữa bột. Còn á này là sữa nhiều mà cà phê ít. Sử dụng cái cà phê đó nó khoảng tương đương với nó khoảng 30ml để đánh lên, đưa vào cái máy đánh lên để tạo bột. Thì trong thời gian đánh á, giới thiệu luôn vậy, đánh là nó khoảng 1 phút rưỡi nó mới có được cái bột này. Mà cà phê, nếu như cà phê không phải là cà phê sạch mà cà phê chỉ cần một tẩm một chút xíu rồi bơ muối đường nguội là không bao giờ đánh được lên bột, xin hứa luôn. Sữa muốn đánh lên bột là phải là sữa tươi thanh trùng, nếu mà sữa tiệt trùng đánh không lên bột. Nó quan trọng là ở chỗ đó, mình phải hiểu về nó, mình nghiên cứu về nó để mình làm. Hiểu nguyên liệu sạch đó. Không phải là đưa sữa bò đánh nó không lên. Nếu như có bọt là bọt, không phải là bọt dơ mà bọt nó tạo bọt thành kem luôn, đánh tới mức độ là thành nguyên kem á. Đó. Còn đây là mình trang trí những cái hạt cà phê để cho nó đẹp. Thì cái này á, nó sẽ phân tầng. Lúc đầu vô là nó sẽ 3 tầng. Một là sữa đặc. Không đường, chứ đặc có đường. Hai là tới sữa này là sữa nguyên kem. Nghĩa là sữa này là tạo béo. Kế đó là bọt cà phê. Sau khi mình uống, tại sao không sẽ xài ống hút, tại sao xài muỗng nhỏ muỗng lùn? Lý do là cái này là mình chỉ thưởng thức từng tầng của nó, rồi mình nhậm cái miệng vào cái ly mình uống. Thì lúc đó mình uống xong dính vô cái môi mình, là mình mắt cái môi lại nó mới ngon. Muốn phải cảm nhận, phải thưởng thức, phải cảm nhận chứ. Lép hút học vô, hút ở trên tầng, hút dưới tầng, hút giữa tầng là coi như là mình xong, mình uống cái lép như uống sữa, uống đường, uống cà phê chơi thôi chứ đâu phải là. Nhưng mà chủ quán có nghĩ ra một cái tên là cho nó chưa, hay gì gọi chúng cái tên bản chất của nó, mình gọi một cái tên gì nó qua Mỹ một chút đi. Nếu như mình gọi qua Mỹ thì nó mình cũng đặt không được gì. Nhưng đúng rồi, mình phải đặt một cái. Sau khi mình làm xong hết, cái hàng cảm nhận hết, cái hàng cho mình một ý kiến, mày nên đặt cái này, mình đặt cái này này nè, đó là thương hiệu Canbu. Thì lúc đó mình mới làm. Còn bây giờ là mình đang có như hôm nay đang làm cái này là đa số là mời khách hàng uống nhiều hơn là bán cho khách hàng. Tối đăng lên Zalo, tối đăng lên Facebook, vừa đăng lên xong sáng 30 người lại kêu uống. Nhưng giống như nó trở thành một cái tên vậy. Chứ không phải là đặc, tên gì cho nó không phải là đặc biệt của quán. Thì hiện giờ quán mình đang xây dựng. Nếu như đưa cho tôi một loại cà phê thì tôi sẽ làm ra từ 8 tới 12 cái món ăn, món uống. Nó giống như là đưa con bò để chế biến ra 17, 18 món đó. Phải cà phê là cà phê không được không? Tại vì chủ yếu của Lu là đang làm cà phê là cà phê đẳng cấp, cà phê phải là cà phê giá trị gia tăng. Nghĩa là một ký cà phê đưa Lu là 50 ly thì không bao giờ Lu bán 50 ly cà phê đó là cà phê đá. Bán 20 ly cà phê ít nhất là cà phê, nó gọi là cà phê mang cái tính là giá trị gia tăng, thì mình thu về làm nó tương đương với khoảng 400 ngàn. Thì ít nhất còn 20 ly kia nó phải giá trị trên 400 ngàn tới 500 ngàn. Lý do cái giá trị gia tăng lúc nào mình cũng phải trả thêm cái phí của nó, tại vì tất cả cái phí phục vụ, tất cả các những cái phí để giờ đưa vào đây cái là thành ly cà phê này. Thì hiện tại giờ cái này á, là cái thưởng thức của mình á, là nó lạ cái chỗ là nếu như á, là chị gái phái uống ít sữa thì mình làm là cà phê sữa bột, nghĩa là đánh lấy cái sữa để đánh lên là làm bột, thì lúc đó là cà phê nó nhiều, nó sẽ cái tầng này nó sẽ là cà phê, tầng này sẽ là sữa, tầng này là cà phê trần tinh cho nên đường sữa. Còn á chị gái uống nhiều sữa thì bây giờ là tầng dưới là sữa, tầng giữa là sữa, tầng trên mới là cà phê. Đó, nó khác biệt mới gọi là nhu cầu của nhưng mà mình đem về, mình mua cái này mình đem về được không, thế mình vận chuyển bằng cách nào được hết? Bỏ vô cái ly nhựa mình á, mang về tới nhà nó vẫn y thinh như vậy, nó không có xáo trộn gì cả. Nãy giờ là nó sau 5 phút uống ly cà phê nó ngon hơn là để ra uống liền. Nó không có, nó không bị tan nước đá. Và còn một cái món nữa là Lu đang nghiên cứu mà nó làm đã thành công rồi, trên lạnh dưới nóng. Ê, trên này nóng mà ở dưới nó lạnh. Ở dưới này nè, đá, sữa, cà phê gì đó không biết, nhưng mà ở trên nó nóng, sữa nóng cũng được mà cà phê nóng cũng được. Nào, nó có món mới đó. Phải có lớp bọt phía giữa để cách nhiệt. Cái lớp bọt ở trên nó nóng luôn anh. Cầm cái ly vô là ở trên này nóng nè, dưới lạnh.
Nó hai khúc nóng lạnh là hoàng luôn. Cả một vấn đề. Nó muốn là làm sao cũng là cái quán cà phê nhưng mà phục vụ theo nhu cầu khách hàng. Khách hàng uống cái gì là Kenbo đáp ứng. Cái mình làm cà phê là làm bằng cái tâm nè. Tất cả là mình đưa vào đây là cả một cái tâm hồn của mình đưa vào đây và mình làm với cái tâm. Chứ chưa gọi là làm cà phê để gọi là làm cà phê gì lợi nhuận mà làm bằng cái tâm trong này.